Xin chào các bạn, rất là vui khi chúng ta đã quay trở lại với vlog số 3 trong chuyên mục chuyện nghề của Trang. Và vlog ngày hôm nay thì Trang sẽ nói hai vấn đề. Thứ nhất là để học nghề trang điểm đạt kết quả tốt thì chúng ta sẽ phải làm gì. Và tiếp theo là trong một cái cốc đồ của học sinh học trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm cô dâu có những gì. Thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ ở cái vlog số 3 này nhé. Việc đầu tiên bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ cái nơi mà bạn đang muốn đi học. Vậy thì trong cái phần này, đầu tiên thì bạn phải đặt ra được cái mục đích của mình. Thứ nhất là bạn đi học nghề này là bạn chỉ muốn trang điểm đi tiệc, trang điểm đi chơi, trang điểm cô dâu thôi, hay là bạn còn muốn học cao hơn là trang điểm chuyên nghiệp. Thì bạn sẽ phải đặt được ra hai cái hướng đi cho mình đã. Bởi vì đôi khi nhà các bạn có studio, có áo cưới rồi thì bạn chỉ cần đi học trang điểm cô dâu thôi, thì cái thời gian của nó cũng sẽ ngắn hơn là học trang điểm chuyên nghiệp. Tiếp theo là bạn sẽ phải tìm hiểu khi mà học nghề trang điểm như này thì nó sẽ có hai nơi dạy. Thường là sẽ có hai nơi. Một là sẽ có ở học viện, ở những cái trường dạy nghề làm đẹp, như là người ta sẽ dạy spa này, dạy làm móng này, rồi dạy trang điểm đó. Với cái thứ hai là những cái nơi như Trang, là những nơi vẫn kinh doanh những cái dịch vụ trang điểm đi kèm, như trang điểm cô dâu, trang điểm đi tiệc, trang điểm đi chơi và áo cưới. Thì ở song song với cái việc kinh doanh đó thì những cái người như Trang thì sẽ có những cái khóa học trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm cô dâu, thậm chí là trang điểm cá nhân. Thì bạn sẽ phải xác định là bạn học ở trường đào tạo hay là các bạn sẽ học ở những cái nơi như Trang. Ở những cái nơi như Trang học ấy thì thường đấy người ta gọi là truyền nghề đúng hơn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải biết được là cái tổng chi phí, cái mức mà bạn đầu tư cho cái khóa học này, cả tiền học, tiền cốc đồ sẽ là trong khoảng bao nhiêu, để các bạn có thể tìm được cái nơi có học phí phù hợp với mình nhé. Sau khi ba cái gạch đầu dòng này Trang nói các bạn đã đạt được rồi, thì các bạn nên đến tận nơi, cái nơi mà bạn định học, để xem cái nơi bạn định học nó như thế nào, để gặp gỡ với người thầy, người cô sẽ dạy bạn, dìu dắt bạn, và cố gắng là hãy học ở cái nơi nào mà người ta trực tiếp dạy bạn, chứ không phải là những cái chuyên viên dạy nhé. Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu rất là kỹ về cái nơi mà các bạn định gửi gắm cho cả tương lai của mình, thì nhớ là phải đặt niềm tin vào cái người thầy, vào cái nơi mà các bạn sẽ học tập, chứ đừng có cứ mông lung, rồi chúng ta lúc mà học thì nó sẽ không yên tâm đâu. Tiếp theo đó là phần số 2, đó là trong cái quá trình học tập thì bạn sẽ phải học như nào. Thì đây là chẳng nghĩ là cái rất là quan trọng, là do cái thái độ học tập của bạn. Thứ nhất là chắc chắn là chúng ta phải chăm chỉ đi học. Thì chăm chỉ là bạn phải chuyên cần. Chuyên cần là chúng ta sẽ phải đi học đầy đủ tất cả những cái buổi học của mình, và phải làm chủ được cái việc là mẫu bị bom mình sẽ có thể có ngay được một cái bản mẫu, như kiểu là mẫu ruột đi, để khi nào mà lỡ bị bom một cái là mình sẽ có một cái bản mẫu khác đến để thay thế luôn, và như vậy mình sẽ không bị mất cái buổi học ngày hôm đó. Cái thứ hai là học cái này thì chúng ta sẽ học chủ yếu bằng mắt và nghe bằng tai, nên là các bạn hãy quan sát thật là kỹ và nghe thật là kỹ những gì mà cô giáo giảng, cô giáo dạy, cô giáo làm ở trên lớp. Nhớ là như vậy cho Trang nhé. Đừng có, hãy cố gắng thật là tập trung. Vậy nên là trong cái mục này thì Trang cũng muốn khuyên mọi người là nếu như đã đi học nghề thì đừng tìm cái nơi nào mà họ dạy một cái buổi học mà học đông quá. Trang nghĩ là trên khoảng 10 người thì không ổn đâu. Bởi vì các bạn nên đứng càng gần để có thể nhìn được trực tiếp bằng mắt của mình, nhìn cái tay cô giáo cầm cọ như nào, cô giáo lấy cái màu gì và tiếp xúc cái cọ lên mặt như thế nào, thì các bạn nên quan sát, nhìn thật là kỹ. Vậy nên cái số lượng học sinh ấy mà ít trong cái ca học của mình ấy thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và đi học cái gì đi chăng nữa thì các bạn cũng phải có một cuốn sổ tay. Cái này thì Trang thấy trong quá trình mình dạy rất là ít, gần như là không có. Nhưng mà trước đấy khi mà Trang đi học ấy, của những cái người thầy, người cô ở trong Sài Gòn ấy, họ dạy rất là bài bản. Nhưng mà khi mà đi học ấy thì Trang luôn có một cái cuốn sổ tay nó bé thôi, nhưng mà Trang sẽ ghi tất cả những cái bước làm, những cái mẹo pha trộn kem nền hay là nhũ mắt này, những cái màu đánh mắt ấy,
thì nó sẽ là màu nào thì Trang sẽ ghi lại hết. Thì cái này rất là bổ ích, bởi vì khi mà mình ghi thì lúc đấy mình cũng sẽ nhớ, và cái tay mình ghi thì mình sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều so với việc là mình chỉ đọc không thôi. Trước đây Trang là một người đi học rất là chăm chỉ mọi người ạ. Ngày nắng, mưa hay là giông bão, có những hôm đi học có mỗi mình Trang đi học thôi. Nên là với những người chăm chỉ như vậy thì thầy cô giáo của mình sẽ rất là quý. Và những cái ngày mà không có ai học, có mỗi mình thì người ta sẽ truyền đạt cho mình thêm được một chút kinh nghiệm, một chút cái kỹ năng, một bài học mới. Nên là mọi người cố gắng thật là chăm chỉ và hãy cố gắng trở thành một nào học sinh cưng của cô giáo, thì như vậy các bạn sẽ có được rất nhiều những cái ưu ái. Dù các bạn có được phát cái giáo án hay là các bạn không được phát thì cũng không làm sao cả, bởi vì các bạn nên ghi lại như Trang, như vậy thì sẽ vô cùng là tốt và vô cùng hiệu quả luôn. Và có một vấn đề nữa là trong cái lúc mà mọi người học ý, hoặc là có khi học xong ý, có những người ta còn không biết rõ được cái tên gọi của cái kiểu đánh mắt này là gì, và cái kiểu đánh mắt đó nó sẽ phù hợp với cái mắt nào. Thế nên là Trang khuyên mọi người là trong cái quá trình học thì mọi người phải hỏi rất là nhiều, cứ không hiểu cái gì lại hỏi đến bao giờ hiểu thì thôi, bởi vì không có cái lẽ gì mà bạn không hiểu hỏi cô giáo lại không trả lời hoặc là không giúp cho bạn hiểu bằng được. Sau đó thì mọi người nhớ là khi mà chúng ta học được 1 đến 2 tháng thì bắt đầu đã hơi cứng tay một tí, nghĩa là bắt đầu nhớ được tất cả các bước rồi và đánh nền cũng ổn hơn, vẽ lông mày ổn hơn một chút rồi, thì lúc đấy thì bắt đầu mọi người sẽ bắt đầu gọi những cái mẫu có nhiều khuyết điểm để về mọi người có thể nhờ cô giáo hướng dẫn rồi training làm cho mình, thì mình có thể nhìn, sau đó thì mình sẽ học được tốt hơn. Trong lúc mà học ít thì mọi người cố gắng hiểu được tất cả những cái khái niệm, như là thứ nhất là trang điểm tự nhiên, bởi vì sau này đi làm cái khái niệm này và cái yêu cầu của khách sẽ rất là nhiều, đó là trang điểm tự nhiên. Vậy thì trang điểm tự nhiên là trang điểm như nào, thì Trang nghĩ là cái này sẽ có rất nhiều người còn mông lung, thì nên là nhớ nhá, học thật là kỹ cái trang điểm tự nhiên này. Rồi trang điểm 30 phút khác gì với trang điểm 15 phút, khác gì với trang điểm 2-3 tiếng của cô dâu. Rồi trang điểm cô dâu ngày ăn hỏi ngày cưới khác gì với trang điểm chụp hình trong nhà hay là ngoài trời, thì tất cả những cái này phải hiểu nhá, thật là hiểu đấy, đừng có kiểu mông lung. Nên Trang bảo rồi, cứ hỏi đi, hỏi càng nhiều thì sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Sau đó thì chắc chắn là trong cái quá trình học thì cô giáo các bạn sẽ cho các bạn đi làm show, các cái show make up thực tế hoặc là show make up thời trang, thì nên tham gia đấy nhá. Đây là một cái cơ hội chúng ta có thể đi để học hỏi, để giao lưu với tất cả những cái người thợ make up khác nữa. Thì đây là một cái cơ hội rất là hay, nên là thông thường thì sẽ có một vài cái học viên thì họ sẽ từ chối không đi do là ngày hôm đấy bận hay là gì, nhưng mà cố gắng là chúng ta đi mình nhá. Tiếp theo nữa là khi mà cô giáo trong cái quá trình học hoặc là gần xong rồi hoặc là xong rồi, nếu như cô giáo cho các bạn đi làm, nhất là đi làm cùng, thì các bạn nên tự tin là đi ngay cho Trang. Bởi vì sao, cô giáo mà đã cho đi rồi thì yên tâm là cô giáo có lý do để cho bạn đi. Thế nên là khi mà chúng ta đi thì chúng ta được nhìn cô giáo làm này trực tiếp với khách hàng như thế nào, với bạn được làm, sau đó thì sẽ có chắc chắn là có vấn đề gì ấy, cô giáo sẽ sửa cho bạn. Thế là chúng ta đã có thêm được một cái buổi làm việc thực tế. Khi mà chúng ta đi nhiều như vậy, gần gũi với cô giáo thì nó cũng tạo được cái mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa cô và trò, và chắc chắn là các bạn sẽ không thiệt đâu. Tin Trang đi, cái lúc này thì đừng nghĩ đến vấn đề tiền bạc gì nhiều nhá. Nếu mà là một người thầy cô giáo có tâm ấy, một người ta có tầm, thì các bạn đừng lo vấn đề đấy. Người ta cho các bạn đi thì là rất là tốt cho bạn rồi đấy, bởi vì chắc chắn là sẽ có người được đi và có người không được đi, và đấy là lý do mà cô giáo sẽ không nói. Vậy thì tại sao bạn được chọn mà người khác không được chọn? Đấy là ở trên lớp nhá. Thế còn lúc mà ở nhà thì các bạn sẽ phải như nào? Ở nhà thì sẽ phải, khi mà chúng ta nhận được cái cốp đồ thì chịu khó về mở cái cốp đồ mỹ phẩm ra và xem ở trong đấy những cái tên hãng mỹ phẩm nào mà cô giáo đã chọn hoặc là bạn có ở trong cái cốp đồ đi học, thì bạn nên là lên mạng này tìm hiểu những cái hãng mỹ phẩm đó, và có thể là vào những cái website của họ để xem là cái dòng này, cái hãng này nó có những cái gì,
thì các bạn sẽ có thêm được một chút cái kiến thức về mỹ phẩm. Tiếp đó thì ngoài việc học cô giáo thì nên học hỏi ở những người xung quanh, thì mọi người có thể lên YouTube và Trang sẽ cho một loạt những cái danh sách mà những người mà Trang hay học hỏi ở trên YouTube, thì Trang sẽ để liệt kê ở chỗ này nhá. Và mọi người có thể xem những cái người đó người ta hướng dẫn trên YouTube để chúng ta có thể học hỏi thêm một chút. Và nhớ là khi mở nhà thì phải sắm ngay một cái đèn ring light để chúng ta có thể live stream này, rồi làm các cái video makeup out lên YouTube hay lên TikTok để bắt đầu, đó là gì, phát triển và làm hình ảnh, làm thương hiệu cho bản thân mình. Và cuối cùng là đến lúc mà chúng ta làm bài kiểm tra kiểu thi tốt nghiệp ý, thì mọi người nhớ là mọi người hãy hỏi ý kiến cô giáo là mọi người muốn làm bài như thế nào và cái layout make up như nào, hình ảnh chuẩn bị như nào, thì mọi người nên trao đổi với cô giáo thì để cố gắng chúng ta có được những cái hình ảnh sản phẩm thật là tốt. Và cuối cùng ở đây là sau khi mà chúng ta đã học xong, hoàn thành cái khóa học, thì mọi người nên xin cô giáo cho làm cộng tác viên để có thể đi theo cô giáo làm cùng với cô giáo thêm một thời gian nữa để có thêm được kinh nghiệm và học hỏi thêm các cái kiến thức về thực tế, nó sẽ khác so với việc là chúng ta đi học hàng ngày như thế nào. Sau khi mà chúng ta học, mà có những người thì học 3 tháng là đã xong rồi, nhưng sẽ có những người học đến 6 tháng với những cái lớp chuyên nghiệp, thậm chí là học sẽ còn lâu hơn một chút nữa. Thì sau đó thì mọi người có thể nhìn lại cái cốc đồ của chúng ta và mọi người nên xem lại là chúng ta có nên sắm thêm cái sản phẩm gì không, và cố gắng nhá là cái cốp đồ thì dùng cái đồ tốt một chút, thì như vậy chắc chắn là make up sẽ đẹp hơn rồi, đấy là điều chắc chắn. Và cái thứ hai là cái giá của chúng ta làm, nghĩa là cái mức cái tiền mà chúng ta thu về thì nó sẽ được nhiều hơn, chứ đừng có làm rẻ quá không tốt mọi người nhá. Làm rẻ quá đến lúc nâng giá lên nó sẽ hơi khó một chút. Và một điều kỵ nhất này mọi người này, thật ra học cái nghề nào đi chăng nữa, học cái gì nhưng chúng ta phải học nữa mà, học mãi mà, Lenin nói như vậy rồi. Thế nên là đừng bao giờ nghĩ là học của người thầy cô giáo này xong, xong đến học người tiếp theo lại đi nói xấu người trước. Không nên như vậy một chút nào mọi người ạ, không tốt. Như vậy cũng sẽ không tốt cho bạn nữa, và cái người cô giáo mới người ta nghe người ta cũng không thích đâu. Thế nên là tóm lại đừng nói xấu người khác, đặc biệt là nói xấu thầy cô giáo mình thì không thể chấp nhận được. Mình rất là kỵ cái việc như này. Thật ra rất là khó để có thể là bảo ai đó không được nói xấu mình, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì bạn không được gắn kết với cô giáo quá thôi, bạn chưa hiểu về cô giáo và cô giáo cũng chưa hiểu về bạn, nên là mình có một cái gì đó khiến cho bạn không hài lòng. Thế nhưng mà nếu mà không hài lòng tí thì trong cái quá trình lúc mà học tập ít, trao đổi thẳng nhá, giải quyết hết, chứ đừng có để cái gì ở trong lòng. Như vậy thì trong cái quá trình bạn học nó cũng sẽ vất vả, khó khăn hơn rất là nhiều. Đấy là những cái chia sẻ và những cái gợi ý của Trang để các bạn có thể đi học cái nghề này để đạt được cái kết quả tốt sau khi chúng ta hoàn thành khóa học, chúng ta có thể đi làm được. Chứ còn thật sự là rất là buồn, mà bởi vì thật ra là mình cũng phải hiểu là khi mình dạy 10 người thì không thể là 10 người thành công hết được, không thể, chuyện đấy thì là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà sẽ rất là vui với những bạn nào là bạn ấy sẽ trụ được cái nghề này, nó sẽ giúp nuôi sống được bạn ấy và nuôi sống được gia đình. Chứ còn bạn nào mà không làm được thì rất là buồn, rất là tiếc, bởi vì mất công mất sức mất tiền đi học mà lại không tới nơi tới chốn, thì người thầy người cô giáo nào cũng sẽ buồn thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với cái phần số 2, đó là một cốp đồ của học sinh ấy, thì cốp đồ nghề, trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm cô dâu sẽ có những cái gì, thì bây giờ Trang sẽ cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người cũng thấy đây là hai cái cốp mà được dùng nhiều nhất trong khi mà chúng ta đi học nghề trang điểm. Cái cốp này nó gọi là cốp kéo bởi vì nó như một cái vali và nó sẽ có một cái kéo như này mọi người này. Đấy, thì cái cốp này nhìn trông rất là sang và nó sẽ thích hợp cho chúng ta là chúng ta đi làm các cái show make up ấy, thì kéo đi trông rất là hoành tráng, trông rất là đẹp và nó sẽ đỡ mất sức bởi vì mình không phải bê mà. Còn cái cốp này nó gọi là cái cốp vải. Cái cốp vải thì nó sẽ tiện lợi cho cái việc là chúng ta đi làm hàng ngày, bởi vì khi mà mình bê đi bê lại nó dễ, và việc thuận tiện hơn nữa là khi mà chúng ta đi xe máy thì chúng ta có thể để cái cốp này ở cái chỗ mà chúng ta để chân mình, nên chúng ta đi xe ga thì nó sẽ vừa. Còn với cái cốp này thì đôi khi nó to, nó không để vừa đâu, nên là chúng ta sẽ phải để đằng sau xe để lôi đi.
À, đấy thì còn cái cốc này thì nếu mà mình đi làm sâu thì sẽ phải bê đi rất là mệt, kiểu bê đi nhiều quá thì sẽ rất là mệt, mà nhìn cái hình ảnh ấy, cả cái tim ấy thì trông nó không đẹp đó. Thì nếu như bạn nào mà có điều kiện thì sắm cả hai luôn nhé, cái này để đi làm sâu, cái này để đi làm hàng ngày này. Ok, và ngày hôm nay thì Trang sẽ mượn cái cốc đồ này của một học sinh ở bên Trang. Thì bạn ý trong thời gian nghỉ dịch này thì các bạn ý để cái cốc ở đây, bạn ý không mang về à, nên là cô giáo mượn nha, cô giáo mượn một chút thôi để cô giáo sâu làm vlog ngày hôm nay cho mọi người xem là trong cái cốc đồ của học sinh học nghề trang điểm thì nó sẽ có những cái sản phẩm gì. Ok, cái cốc này chúng ta sẽ dùng kéo khóa này. Cái cốc này thì nó sẽ có khóa đâu, cái cốc này nó sẽ có khóa này, thì đi đâu mình để đâu mình khóa lại thì mình cảm giác yên tâm hơn. Ok, đây bây giờ chúng ta sẽ mở ra đó, nó sẽ có một ngăn như này đấy. Thì ở đây thì bạn ấy sẽ để những cái bảng mắt này đấy, bạn ấy sẽ để những cái bảng mắt như này, mình nhìn rõ không đấy, bảng mắt này rồi bạn ấy sẽ để mi giả đây, cái hộp mi giả này sẽ để đây. Rồi cái tiếp theo cái chỗ này thì bạn ấy sẽ để cọ nhá mọi người nhá. Đây bạn ấy sẽ để một bộ cọ ở chỗ này rất là gọn gàng này. Như vậy thì mình sẽ không phải mang cả một cái bộ cọ cái bao đi nữa, mình sẽ để hết vào đây. Rồi kéo nhíp mình sẽ để góc này luôn này. Chì các loại chì mình để đây luôn. Đó. Cái tiếp theo nữa ở bên trong thì mọi người nhìn nhá. Để này mình nhìn này. Đó, đây là những cái cốc đồ học sinh ở bên trang. Trong này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái gì rồi. Kem dưỡng này, kem dưỡng thường sẽ có hai hộp cơ này. Đây là những cái bảng mắt to này, bảng đây là bảng má, hai bảng này bảng highlight, bảng highlight ui bảng này đã bị vỡ được gà, trời ơi phí quá. Đây bảng highlight Too Faced này, ui. Bảng mắt này, bảng highlight này, bảng này là bảng son nhé mọi người nhé, bảng son. Thường thì sẽ có hai loại dưỡng mọi người nhé, hoặc là ở đâu đó thì họ sẽ xếp cho một cái dưỡng tổng hợp, có thể là dành cho hết các loại da, nhưng mà thường bên trai thì ta sẽ xếp cho một cái loại dưỡng là sẽ dành cho những cái da dầu, phố được kiên dầu thì sẽ dùng em này, và một cái nữa là dành cho da khô, rất là khô và da thường sẽ dùng cái sản phẩm này nhật. Đấy thì sẽ là kem dưỡng này. Bên cạnh kem dưỡng thì sẽ có những cái sản phẩm như kiểu kem lót này, kem lót kiềm dầu này, kem lót căng bóng, rồi kem lót cân bằng màu sắc trên da. Đấy là những cái kem lót sẽ có này, kem dưỡng này, kem lót này. Sau đó là những cái hũ kem nền. Đó, kem nền này, kem nền thì sẽ phải có tông màu nữa, kem nền sẽ phải có tông màu. Đấy là những cái kem nền nhá. Ok, kem nền xong thì chắc chắn phải có cái gì đó là kem trang điểm thì chắc chắn là có rồi. Đây sẽ có dạng lỏng này, dạng lỏng này, kem nền triệt sắc, à quên, xin lỗi nhầm, kem trang điểm dạng triệt sắc này. Đây rồi dạng nén như này. Mọi người có nhìn rõ không? Bởi vì Trang phải để xa camera ấy để có thể quay tổng thể hết, nên là nhìn nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Chai này là chai nước tẩy trang mọi người nhá. Tiếp theo thì sẽ là phấn mọi người nhá. Phấn thì đây là phấn bột này. Thì sẽ có một cái là cái tông màu sẽ dành cho tất cả các loại da, nó sẽ không có màu. Cái thứ hai là phấn thì nó sẽ có tông. Đây là phấn của Chanel. Cái này là số 20, là tông tự nhiên này. Đấy. Ngoài phấn bột ra thì sẽ có phấn nén. Phấn nén này là phấn nén lên cái hộp như này mọi người nhá. Phấn nén này sẽ có khoảng mấy hộp này. Phấn nén đó, phấn nén này. Rồi phấn má hồng này. Phấn má hồng nhá. Mọi người sẽ thấy là những cái sản phẩm Trang dơ lên thì nó chủ yếu là những cái hãng Makeup Forever này, rồi hãng MAC này. Đấy là những cái mà bên Trang hay dùng nhất, là những cái dòng đấy. Chanel này, Kellan đấy, rồi nước mắt đấy, là cốc đồ của học viên. Ở bên Trang thì nó sẽ có những cái không thấy mút thứ, không biết bạn đi để đâu. Cha
chắc là sẽ có những cái đồ mà bạn ấy sẽ mang theo, mang đi hàng ngày đi học. Nên là ở trong này tạm thời Trang chỉ show những cái sản phẩm nhà cho mọi người biết thôi. Còn nếu mà có thể là có một cái vlog nào đó thì Trang sẽ nói cho các bạn là một cái cốp đồ cụ thể của học sinh nó sẽ có những cái gì ở bên Trang, thì Trang có thể sẽ chia sẻ với mọi người. Ok. Thật ra khi mà chúng ta đây là cái cốp đồ của học sinh ở bên Trang, thì nó Trang nói rồi, tùy từng cái chi phí, cái mức tiền của học sinh. Tại vì đôi khi là các bạn sắm khoảng 20 triệu này, 25 triệu, 30 triệu hay là 40-50 triệu thì cái, những cái cốp đồ nó sẽ khác nhau. Tất nhiên là những cái cốp khoảng tầm 35 triệu đổ lên, 50-60 triệu thì nó sẽ có rất là nhiều đồ nữa. Thì ví dụ như kem lót nhá, nó có rất nhiều. Bởi thường kem lót nó phải có, nếu mà đúng ra thì mười mấy tông màu cơ. Đấy, rồi kem nền này, kem nền thì rất nhiều hãng mà nó có rất nhiều các cái số mà các tông màu ấy, nên là nó sẽ có nhiều những cái đấy. Nên là với những cái cốp đồ như này ấy, thì mình sẽ tập trung nhất là phần nền. Phần nền là phải cẩn thận nhất này. Lót này, dưỡng lót nền này thật là tốt, và phấn nữa thì sẽ có một cái lớp nền nó rất là đẹp, rất là trong veo. Sau đó thì mới đến những cái bảng mắt các thứ đấy. Thì nên là mọi người hãy chú tâm vào phần nền nhiều hơn. Bởi vì thật ra khi mà mới đầu, khi mà chúng ta đi học nghề thì chúng ta không biết gì đâu. Nên là Sara nói rồi, chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái nơi mình định học, cái nơi mình muốn gửi gắm tương lai. Nên là chúng ta phải tin tưởng vào cái người thầy cô giáo ở đó, thì họ sẽ sắm cho bạn những cái sản phẩm thì chắc chắn là nó cũng có tâm. Ok, vậy là vlog số 3 với hai chủ đề ngày hôm nay Trang đã chia sẻ xong rồi. Và nếu như mọi người quan tâm đến cái chuyên mục chuyện nghề của Trang thì mọi người hãy comment nhé. Hãy đặt những cái câu hỏi về cái vấn đề nghề trang điểm này. Có thể là những cái vlog sau thì Trang sẽ làm, Trang sẽ trả lời những cái câu hỏi đó cho mọi người nhé. Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở các vlog sau. Bye bye.